Action. Quay anh em đã nhiệt lên nhá. Cam lên. Bắn luôn. Dòng thích. Không cần che nắng để cần việc gì mà. Mày điên à, nóng nha. Quan trọng là nóng máy quay, nóng phải. Nóng nóng người. Anh ơi. Bình tĩnh em ạ. Anh gì tên Thanh Long ơi. Đứng 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 rồi cho em quay nhờ tí. Kìa, lên luôn. Đi theo được bóng. Sợ. Cứ bình tĩnh đã rồi. Thoải mái đi. Không phải vội vàng gì à? Nắng ấm. Chào rồi gì nữa. Bắt hướng rồi, bắt hướng rồi. Bắt hướng rồi. Một một, bắt hướng rồi. Nào từ từ lui về. Đúng một lần ngày xưa mình đá mệt xong mẹ cô ra quay video về ốm luôn. Dần lên đi anh. Chết rồi. Hay quá nhỉ. Hay quá anh ơi. Vâng, người vừa xuất bóng là anh Hiển Ramos. Hiển Hồ. Hiển Hồ. Ta kiến tạo của gặp phát rút luôn. Tỷ số bao nhiêu thì không biết. 4-0 rồi sao? Mày che cho tao ơi, mày che cho ai hả Long? 3-0, hiệp 1. Đứng kiểu thế mày che cho ai? Mày cao. Kiếm ghế đây. Đặt đặt cứ đặt cái tay lên vai thôi. Rồi. Chứ ông Hào thì mình đi đá đội này cùng này. Và đi đá đấu rồi. Vào cuối tuần em có rảnh không đi đá đấu cùng bọn anh. Ông Hào gọi mày. Ừ. Và hai anh em có rảnh không. Đang đứng bên nhì à. Thế bao giờ đá cùng đội mình chơi. Ừ. Thế bảo là có vào đội không. Giờ tuyển quân. À, bảo là chủ nhật này. À anh nhìn ấy rồi nhưng mà anh chưa lấy. Anh để tuần sau. Ừ thì tuần sau. Tình ấy rồi. Ta nhìn ta vào vậy, ta nhìn quay ra ta nhìn, ta biết rồi. Vừa vào gặp cái nói chuyện luôn rồi. Che này, chờ đéo biết là che gì cơ. Để vào tay, để vào tay. Cái vui mày. Cứ ở nhà mà kiểu anh em nghe nó sến anh hả? Anh thấy chú là nghe nó sến. Em như này là không được. Mày như này là đéo được. Thẳng luôn. Ui giời. Đấy, có ai nhỉ? Còn nhiều
dừng bóng anh nhìn nhau rồi. Vào chân hay nhưng mà hơi lệch. Ở đấy là có chuẩn đi. Tiếp xúc. Thôi chưa, mày quá. Ui sợ giật điện. Vậy hậu cần uy tín đấy. Đâu chị vừa đi ăn xin về em ơi. Ăn em ơi. Trời ơi, ăn cưng. Ôi sảnh người bên dưới. Thì kêu. Đưa anh xin đi. Mời cũng ăn mệt. Ôi em bốc đi. Ui lắm mới cũng mời. Công an mất lòng. Mỗi đốt miếng nữa thôi. Ăn này hơi giống mồm. Thương nước. Anh em ăn hương ăn hoa thôi anh. Anh kìa, người nó cao cái anh bỏ lại túi cũng được. Ngon 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 ngon. Ôi thôi. Chị bỏ mồm em không bỏ lại túi. Không sao, không sao. Amazing good job. Đại chết chết đi. Tai không nhìn thấy à? Đánh cho bây giờ. Mày muốn lắm. Trong tai là bố rồi. Các phong tích thì là gì nhá? Trong tai nó mận Amosi. Các con định làm gì bố? Ai bấm. Bấm đi. Bao nhiêu phút rồi? 15 phút. 15. Bao nhiêu rồi? 16 phút rồi. Bà anh Hiệp 10 phút thanh rồi nhá. Ồ vào à? Vào vào đấy à? Hai mày. Bà anh nhìn đâu quay được. Thanh chạy. Mấy phút. Đâu? Mau mày 7 phút còn này mày quay nốt đi. Mày quay bắt cho tao. Ừ. Có biết có xe để chưa? Đang đến đón con. Quay màn hình đừng để ý bóng ấy. Chúng ta vẫn quay màn hình rồi. Nói chung nó bao quát được hết. Tiếp. Giả đi anh ơi. Mày cầm xa xa mày dơ lên mày biết. Mày biết rồi đấy. Biết tay. Anh em mệt chưa? Anh mệt kêu đấy nhá. 8 phút rồi nha, 2 phút nữa nha. Thôi chạy xong mình đón rồi. Thôi anh cái đá, đá thoải mái, chạy ra em bảo. À chưa có tín hiệu ghi bàn kìa. Này còn thế nữa kìa. Khánh à? Chạy xong rồi là tí lại mệt, tí lại mệt lại ra. Toàn thế, kiểu đá xin bé cho nó xin thông được không? Không, không, không. Tất cả dây dày rồi. Anh Hào dây dày nhá, anh Hào ơi. Hết gồm. Để ý dây dày anh ơi. Phong thủy người ta phải tuột một bên đấy. Bye bye bye. Ui giời. Ui. Thủ môn hay dây ấy. Môn hôm nay cứ đá kiểu gì thế nhỉ? Môn đá kiểu không tự tin đấy. Chạy chạy. Ừ.
đấy tao theo được mà, tao cầm cho con hết luôn gì đó. Hết luôn gì đó. Lỡ nhịp rồi, lỡ nhịp rồi. Ê, ta đã. Sao mày không biết? Quên. Quả đây là phạt rồi đấy. Lùi anh ơi, lùi lùi lùi. Ở đây là kéo người luôn rồi đấy. Quên mình cứ tưởng mình đang khán giả. Mình đưa tao biết cho. Anh gì vào đấy, mẹ xuống không rút giữa con anh bảo anh ơi. Okay. Ui, mắt anh thì trăm nhân trăm. Chắc cả là anh Dương hay ra anh nhìn trộm gái, anh chưa anh nhìn trộm gái. Anh ra mà trộm lữ xong nhìn trộm đấy. Ê cái gì? Không chưa? Thủ môn có quyền đạp mà, thủ môn có quyền đạp mà. Không phải là thủ môn có quyền đạp. Không phải. Không do ai cả. Trời đất không sao chứ không phải là. Ôi ông bắt trượt. Ông kia va vào đúng rồi. Va vào nhưng mà thủ môn có quyền đạp thôi mà. Đạp được. Đạp bụi đạp. Đạp được. Thủ môn thế thì đã chưa lao vào thì có mà hỏng thủ môn. Nhà khoan nhỉ. Cầm đi, ôi em bắt trọng tài cái nào. Cầm ô đi, cầm ô đi. Anh cứ bình tĩnh còn mới có 11 phút. Em bắt anh, nó anh bắt cho bọn em đứng nào. Rồi ok. Để như trọng tài đứng cách ra nhá. Lên hình mà không. Hiền viện nó rời vòng tay anh em mình nó hành rồi. Ủa sao? Ừ. Quả quả rồi. Nó quả rồi. Anh hiệp mệt chưa nhỉ? Tài đứng như kia gì cứ quay gì nữa. Thật đứng hẳn núi đây này anh ơi. Tiền bản quyền đấy. Treo giò trọng tài bây giờ thì đứng góc kia đây. Đúng 12 giờ, đúng số 12. Thấy mà anh em quay mấy phát là thấy đấy. Quay chuyên nghiệp luôn đấy, không phải gì đâu. Tuyết đấy, ơi gì? Anh Tùng kìa. Tùng không tuyết à? Sao đấy, cái tuyết gì? Hiệp thay à? Hiệp thay? Hiệp thay? Thôi, chưa khỏe đến đã. Để cho anh đã hết hiệp đi rồi mình không, đi nhìn mặt chứ có vẻ mệt mệt. Mệt. Mệt người ta xin thay thì mình đi ra. Mình trả chuyên nghiệp tí đéo. Mình đi trả trâu. Thì mới quay này. Mới quay ok, mới quay ok. Thì cầm mình quay nốt thôi. Đứng ngồi đây á. Gái nhỉ. Không bảo gì á. Không bảo gì á. Vào ngày. Sao? Thủ môn này bỏ mẹ rồi. Không có xoáy thủ môn đâu hết bóng này. Đâu rồi? Bỏ lưới đi. Anh chạy từ đi lên. Không sao anh ơi. Anh hiểu cho mắt gôn đi. Đổi chân. Amazing good job. Trời ơi. Ui. Ông kia ấy quá nhỉ. Ôi. Tính thế. Số mồi này. Ôi giời ơi. Thêm tiền. Rồi cái đoàn anh nhập anh ạ. Anh cứ đoàn anh nhập đây. Bầu việc rồi. Lúc nào kèo nhá. Mỗi mình anh nhập muốn đòi kèo. Ai không đòi kèo đâu.
đây 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 anh nhà anh đợi kèo là mặt cả đĩa xịn nhá. Đây 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 dễ khỏe. Quen nhau rồi đã gặp nhau nhiều người sách người một cái một đây một cái một đây lúc rồi mất bình tĩnh không mệt về trong mệt mệt cũng đá ăn cắp được là mệt kiểu tâm lý rồi. Ủa còn tiếng rồi mày về kìa 5 phút rồi bấm qua đi bấm qua anh Tùng ơi anh Tùng ơi nó quả hết vậy duy đứng chờ nãy giờ này ra ngoài đây ra ngoài đây Wow.